Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều mùng 7 tháng 6, trong phiên tòa xử 18 bị cáo trong vụ án đánh bạc, đưa hối lộ, nhận hối lộ liên quan một sòng bạc ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sau phần tranh tụng, đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hải ngụ thành phố Hồ Chí Minh, từ 6 đến 10 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 2 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đình Hoàng Long, ngụ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, 6 đến 7 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 3 đến 4 năm tù về tội đánh bạc và 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù tội đưa hối lộ. Bị cáo Lường Tiến Quân, cựu phó phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, khu vực phía Nam, từ 4 đến 5 năm tù về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên các mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Ham Heong Chun, 48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đang bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã quốc tế tội trộm cắp tài sản và Interpol đã có thông báo truy nã từ tháng 8 năm 2022, bị đề nghị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong án phạt. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 6 năm 2022, Nguyễn Minh Hải cùng Nguyễn Đình Hoàng Long, Nguyễn Hữu Văn và Hứa Vũ Long cùng góp vốn tổ chức câu lạc bộ Poker Joker Club cho khách đến đánh bạc bằng hình thức dùng tiền đổi chip để chơi bài Poker, thắng thua bằng tiền. Những người trên tổ chức đánh bạc và cắt phế 5% tiền thắng cược trong một ván bài của người thắng cuộc. Nhóm người này thuê 7 người làm quản lý quầy thu ngân, đổi tiền chip cho khách đến chơi. Ghi chép sổ sách chi tiêu thu nhập hàng ngày của câu lạc bộ, người chia bài, chăm sóc khách hàng, mời khách đến chơi. Từ ngày mùng 7 tháng 6 năm 2022 đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023, nhóm người trên đã thu lợi bất chính từ hoạt động chơi poker thắng thua bằng tiền tại Joker Club gần 6 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện một cán bộ thuộc Bộ Công an cơ quan phía Nam nhận tiền để bảo kê cho sòng bạc trên.